Và nếu như mà chúng ta đến các cái khu chợ trong thời điểm này thì Việt Cường nghĩ rằng là chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều những chậu hoa, đúng không ạ thưa quý vị? Bên cạnh hoa đào, hoa mai và mỗi một dịp Tết thì một loại hoa mà tôi nghĩ rằng rất được thị trường ưa chuộng đó chính là hoa lai ơn. Không chỉ đẹp sang trọng, hoa lai ơn còn là loại hoa chơi rất bền. Loại hoa này cũng đang được rất nhiều người nông dân lựa chọn để canh tác, nhất là để phục vụ cho thị trường Tết. Vâng, và để đáp ứng được nhu cầu của người chơi hoa và làm phong phú thêm bộ giống cung cấp cho sản xuất, thì mới đây Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh thuộc Viện Nghiên cứu Rau Quả đã giới thiệu nhiều dòng lay ơn mới. Không chỉ đẹp mà chúng còn có khả năng là chịu nóng, chịu sâu bệnh tốt hơn. Và đây là kết quả của quá trình lai tạo và nghiên cứu trong nhiều năm của các nhà khoa học thuộc trung tâm này. Và hãy cùng phóng viên Nông thôn Chuyển động gặp gỡ các nhà khoa học ở đây để cùng lắng nghe họ chia sẻ về những thành quả nghiên cứu của họ. Cây cao, thân mập, bộ lá xanh bền, số hoa trên cây nhiều. Không chỉ sinh trưởng khỏe, dòng hoa lê ơn này còn có màu sắc vô cùng đẹp mắt, thu hút người tham quan. Hoa rất là đẹp. Đặc biệt nữa là gì? Là có sức kháng bệnh cũng như là phù hợp với thời tiết. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Vẻ, đây là hai dòng lê ơn C6 J11 mới do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh thuộc Viện Nghiên cứu Rau Quả Lai tạo ra. Bên cạnh ngoại hình bắt mắt, các dòng lay ơn này còn có ưu điểm nổi trội là khả năng kháng bệnh tốt. Cái giống lay ơn ấy, thường thì ở điều kiện Việt Nam, ví dụ như các thành phố mà gần khu công nghiệp thì cái hàm lượng khí phlo rất cao nên là cái tỷ lệ cháy lá thì nó ảnh hưởng đến cái mỹ quan thẩm mỹ ở cây lay ơn. Thế mục đích mà hai cái dòng lay ơn C6 và J11 bọn em chuẩn bị công nhận giống này là hai cái dòng lay ơn mà bọn em đã tạo, tức là đã kết hợp với các giống bản địa rồi giống nhập nội về thì để tạo ra cái dòng lay mà nó có cái khả năng nhiễm bệnh cháy lá nó thấp ạ. Cái giống này là chúng tôi đã phải lai tạo rất nhiều các tổ hợp từ nguồn nước ngoài kết hợp với lại các cái giống bản địa của Việt Nam và hàng ngàn tổ hợp như thế, chúng tôi đã chọn tạo được một số các cái tổ hợp mà có những cái đặc tính như chúng tôi mong muốn. Hoa lay ơn là giống có nguồn gốc từ các nước châu Phi và vùng Trung Cận Đông. Loại hoa này được nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 20 và được trồng ở nhiều địa phương trong khắp cả nước. Trong thực tế sản xuất hiện tại thì có khoảng hơn chục giống được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đa phần các giống này đều khá mẫn cảm với bệnh cháy lá. Việc đưa các giống lay ơn mới vào sản xuất sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người chơi, cũng như đảm bảo hiệu quả kinh tế mang lại cho các nhà vườn. Theo các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh, hai dòng lay ơn mới là C6 J11 có năng suất cao gấp 1,5 lần những giống lay ơn thông thường. Hiện tại, hai dòng này đang được trồng thử nghiệm ở Bắc Giang và Hải Phòng. Dự kiến trong năm 2019, chúng sẽ được công nhận giống và phổ biến trong sản xuất.